coi chùa hoài. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Hà là Dũng Mười bên đây. Và trong video ngày hôm nay, Hà lại tiếp tục lấy những cái món đồ. Và trước màn hình mọi người đang thấy, đó chính là một cái sự kiện mới, Insomniac World Party. Thì đây là một cái tiệc thế giới mọi người. Đó, lại là một cái buổi tiệc nữa rồi. Hồi trước thì chúng ta có một cái buổi hòa nhạc, bây giờ thì chúng ta lại có thêm một cái buổi tiệc. Nói chung Roblox SEA Games này thì tiệc rất là nhiều mọi người. Rồi, và cái tựa game này nó cho chúng ta một cái món đồ ha. Và về sau này tôi không biết là có bao nhiêu món đồ, nhưng mà hiện tại thì tôi chỉ biết được một món đồ mà chúng ta có thể lấy được thôi. Thì trước khi mà vào cái tựa game này á, thì mọi người hãy đi xuống cái phần Badges. Cái phần này là một cái phần huy hiệu mà chúng ta có thể biết được là cái vật phẩm nó có nhận được hay không, hoặc là nó cho thời gian như thế nào thôi mọi người. Rồi giờ tôi sẽ kéo xuống nè. Có rất là nhiều món đồ luôn, nhưng mà cái này nó vẫn chưa có gợi ý gì cho chúng ta ha. Chỉ để cái món đồ đó lên thôi, vẫn chưa biết được nó là món đồ miễn phí hay là món đồ tốn tiền, nên là chúng ta cứ bỏ qua thôi mọi người. Cái sự kiện này hồi đợt chúng ta cũng đã có lấy rồi ha, đã có vào rồi. Chúng ta đã lấy được một cái mặt nạ con cú nè. Nhiều đợt chúng ta đã đi vào cái tựa game này chúng ta làm rồi ha. Và đây là cái món đồ mà chúng ta cần nói tới ha, một cái cánh mọi người. Thì nó kêu nè, chúng ta chỉ cần join game 7 ngày thôi là được rồi ha. Là mọi người chỉ cần đăng nhập game 7 ngày thôi là mọi người sẽ nhận được cái cánh này, rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi vào cái tựa game này trải nghiệm thử xem coi nó như thế nào không mọi người. Let's go. Rồi nó đã vào rồi mọi người. Hồi nãy nó load rất là lâu ha, chắc cỡ tầm 1 phút đó. Rồi giờ vô rồi nè. Wow, nhìn cái này thì rất là nhớ luôn không mọi người. Hồi đợt chúng ta đã có vào rồi. Và tích kèo đủ này nọ nè, để nó giảm giá những cái món đồ đó. Hồi đợt này đã có vào rồi ha. Bây giờ thì mọi người không cần đi đâu hết trơn á, mọi người chỉ cần để ý cái dấu tích ở bên đây ha, và bấm vào. Sau khi mà bấm vào xong á, mọi người sẽ thấy những cái này ha. Đó, điểm danh đồ này nọ nè. Và mọi người hãy bấm vào bên login bonus ha. Rồi bấm vào đây. Và nó đang điểm danh ngày chúng ta nè. Thì ngày 1 nó sẽ được 115 kẹo. Và cứ tiếp như thế thôi. Đến ngày thứ 7 thì các bạn sẽ nhận được cái cánh ha. Rất là đơn giản luôn. Cứ một ngày các bạn hãy đi vào đây và đăng nhập một lần thôi là được rồi ha. Các bạn xuyên thì các bạn hãy vào, còn tôi thì không có thời gian nhiều, với lại tôi giờ chỉ làm hướng dẫn cho các bạn thôi. Thì tháng 7 tôi nghỉ rồi, tôi thì cũng không có tâm trạng để làm những cái sự kiện đúng rồi, vì nó không đúng cái đam mê của tôi ha, nên là nó rất là chán mọi người. Và chắc video của tôi đến đây là hết rồi mọi người. À mà thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like và subscribe, ngoài ra hãy comment bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích tôi làm về những cái tựa game vui nhộn, những cái tựa game hài hước đúng ha. Tôi là Dũng Mười Vinh. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Quàng của ngày tốt lành. Bye bye.